tiếp tục những ngày tăng ca của anh em khách nha. Làm cái phê mới xong 300 mây. Xe trong nhà đang hoàn thiện hơn. Ý 300 mây 4 chiếc, 2 chiếc đây cũ, chiếc đây giữa, chiếc đây mới. Rồi, Vario rất ý rồi. Rồi, giúp anh em ngủ ngon nha. Bây giờ ngủ, mai tiếp. Ngày làm tới khuya đuối rồi, hẹn sớm là ngủ hết rồi. Rồi, tiếp tục về nha. Ý thất về 300 mây Vario AB 300 ý này. Con rắn xong xe cho anh em. Đầu 300, cái đầu quay 54, 300 sổ. Chiếc ấy là một số lục trời với lại làm full nồi cô xăng lửa ECU ABT nữa, một bên sổ Takegawa BNB mẹ độ nhớt theo bà chuông mà không xăng lớn luôn rồi nè. Làm nồi 2 lọc gió DNA. Cái zin đó thì bụi nhiều hai luôn. Rồi làm bố xô dẫn một số đồ chơi và thắng đĩa rồi bồ bò rót luôn rồi. Rót sen luôn nha anh em, mười mấy triệu cây ạ. Rồi đi tạm gặp vợ rất là nhẹ luôn, xe lên nhiều trời tuôn luôn. Rồi, để mình ráp vô rồi mình test cho anh em coi ha. Gắn đồ chơi rất là nhiều, phù bô titan, tay thắng tay con cầm heo dĩa, quá trời đồ luôn. Đây, xe này là full màu xăng lửa, nồi là xong hết rồi, 2 nhớt luôn. Ken đầu của Mỹ anh em, gấp độ nhớt em là cộng chạy nó mấy ngàn cây mới thay rồi. Lít nha anh em, nó khác là lít Vario rồi thì 800. Xe này là cao nha anh em, 22 luôn. và số 1. Đồ đồng hồ, nó đồng hồ, là thắng, là con, bao tay, chung là vô hết luôn, đồ xịn luôn, gần cả trăm rồi đó, 100 triệu á, nhiều đồ lắm, làm bộ xong là bỏ luôn. Thất Việt, 300i, Vario, HB 300, ý này. Rắn xong xe cho anh em. Đầu 300, cái đầu quay 54, 300 sổ. Chiếc Vario 150 xe là zin, bị anh xào đúng cái này. Mình thấy nồi zin nó lên nhiều rồi mình rồi. Hơn xíu không để mình sẽ lên full nồi hoặc là full nồi qua sơn lửa để coi ý chủ xe là sao. Có hai phương án nha, vì nó hơi thật. Kêu làm full hai bộ nồi của xăng lửa Vario 150, cái 27 nhưng cái 2020. Đó, mình phay BNB nè để độ ha, vớt hơi bài, hai lò xo, bố chuông, gió nó được chơi vậy luôn. Bây giờ con gió nó nhiều hơn, rồi game thì nó không đủ hơn. Đây này lên ECU, có gió không xăng, bô móc theo bài. Hôm nay như vậy làm phay đánh bi để đầu vớt rồi nữa, cái nồi nó mở tua này luôn rồi. Rồi sau bạc càng hai bố chuồng làm hết nè, mình lắp vô mình test cho anh em coi không. Cái này là BNB của liền luôn, ECU một pin làm hết. Đây chiếc là ô liềm luôn, 3 cell lên luôn. Đây, hai chiếc bô xăng lửa, một chiếc Sh300i ô liền đặc biệt, ô liền Sh300i zin Rambo, cái này làm tới lắm nha anh em. Đó, Rambo luôn. Honda ba xe mình nha. Đây cái thấp sắp chín thì rồi. Đây cái Vario đây làm lòi đi con lửa làm đâu cái kiểu lòi là thành coi nha. Nó lên 199 luôn. Tao bầu lên ghê nè. Lên hết luôn, bác hết nồi luôn. Nó hết kêu hết dòng luôn. Nó mở hết dây ra đây luôn. Nó tới đây rồi. Đó, mình úp cái nồi vô xong mình test cho anh em coi. Hỏi tại cái bô mới móc á, mùi nỉ á, cháy nỉ á, chừng mai đã hết rồi. Mấy ngày sau cậu? Xe ABT hả? Dạ. Chắc 4 ngày á, xe đó sơn rồi. Nó bị nhảy sắc 300 Vario quét rất tuyệt, ngon ngọt. Vario đời mới sắc ý rồi, bơi cho 50 rồi, làm đầy đủ hết nha anh em. 300 làm máy sắp xong rồi. Đây, cục máy 300, máy ET. Ngày hội Honda không? Honda không? Có một chiếc già. Đây, buổi chiều mưa. Sắc ý Vario các đời luôn. Vario 62 hết. Game square.